Tại sao lại đi chơi? Đi chơi cho vui. Ừ. Chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhà chúng tôi quyết định đi ăn liên hoan vì kênh YouTube Lương Chiến của tôi đã đạt được 1.000 sub. Ôi trời ơi. Sắp tới là tôi được nút bạc được từ Mỹ gửi về cho đấy. Cái gì vậy bà nội? Và không hiểu sao là kênh của tôi được 1.000 sub rồi đấy, nhưng mà cứ mỗi lần đăng clip lên được có 45 lượt xem. Trong cái đó là tôi đã xem được 4 lần rồi. Còn một lần nữa là không biết là của ai ấy. Ủa? Một ai luôn luôn ủng hộ thầm lặng tôi một lượt xem. Bọn có ủng hộ bố không? Hả? Riêng clip của tôi thì hai đứa con tôi thì không bao giờ nó xem. Ủa gì vậy? Mà nó xem, bắt nó xem, nó không xem. Thế là hôm nay kênh của tôi chính thức được 1.000 sub và được bật nút kiếm tiền. Mời đã. Rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ kênh YouTube Lương Chiến. Không nhận ra. Tôi đã hứa với lại hai đứa con tôi là khi kênh YouTube của tôi đạt 1.000 sub là tôi sẽ thưởng cho các con tôi được một bữa ăn. Và bây giờ chúng tôi chuẩn bị lên đường liên hoan. Bây giờ chúng ta đã đến điểm để đánh chén. Chào các bạn, đây là bạn bột Hà Chi. Bạn bột kênh của bạn bột là em bột Hà Chi, bây giờ cũng được hơn 500 lượt subscriber. Bây giờ hôm nay bạn bột đi liên hoan kênh của bố, là bạn bột giới thiệu qua đây. Xin chào các bạn, tôi là Hà Chi. Nhìn vào đây. Các bạn nhớ like và subscribe cho bố mình nhé. Nhớ nhá. Nhớ rồi. Về ủng hộ kênh của bố nhá. Đây là hai nhân vật không bao giờ xem YouTube của tôi cũng được đi chém. Ôi trời ơi.